Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, mức lương cơ sở sẽ chính thức điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng một tháng lên 1,39 triệu đồng một tháng, tức là tăng 90.000 đồng một tháng. Bộ Nội vụ đang dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Cụ thể, đối với các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định nêu trên, công thức tính mức lương như sau. Mức lương thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 bằng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng một tháng nhân hệ số lương hiện hưởng. Công thức tính mức phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở như sau. Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 bằng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng một tháng nhân hệ số phụ cấp hiện hưởng. Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, dự thảo thông tư này cũng áp dụng đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau. Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 bằng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng một tháng nhân hệ số hoạt động phí theo quy định.